Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang ở đây là ngay mũi Thê Gà của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trước mắt quý vị đây chính là biển đây này. Đấy, một lô đất mình có mặt biển đây luôn. Cái bãi này là tắm được luôn quý vị nhá. Đấy, có những chỗ kia thì khó tắm bởi vì nó là đá. Đấy, nhưng mà cái lô đất của mình là bao nhiêu? Lô đất của mình là mặt biển này 155m, là có bãi tắm riêng luôn. Tuyệt vời luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ hiếm luôn. Và đây ngay mũi cây gà đấy quý vị nhá. Đây mũi cây gà đây này. Có ngọn hải đăng cây gà đấy. Đấy, ngọn hải đăng đây quý vị này. Đấy, từ đây ra ngọn hải đăng khoảng mấy trăm mét thôi, rất gần. Xung quanh cái lô đất của mình thì là có những cái bãi đá bên cạnh rất là đẹp. Nhưng mà riêng cái lô đất của mình thì lại có bãi cát để tắm ha. Đấy, mình sang bên kia để mình chụp ảnh, còn mình tắm thì về bãi tắm của người cái bãi tắm rất là hay, tuyệt vời ha. Thì cái lô đất này tôi muốn giới thiệu quý vị là có 155m mặt biển nhé, 150m mặt đường, mặt đường ở trên kia, đường nhựa nhé, mặt đường nhựa, đường ven biển. Thì cái lô đất này có diện tích nó là 11.000 m2, 11.000 bao nhiêu nhỉ? Chính xác là 11.736 m, tức là xấp xỉ 12.000 m2, tức là 1,2 hecta đấy, xấp xỉ 1,2 hecta. Giá đang chào bán là 80 tỷ quý vị nhé, tương đương khoảng cỡ 7 triệu một mét vuông nhé, 80 tỷ, đại ý là như vậy. Tôi thấy là giá như vậy là quá tốt không quý vị nhé, quá tốt bởi vì mặt biển như thế này. Còn về cái này thì quy hoạch ấy thì quý vị thì phải, hiện trạng nó vẫn là đất trồng cây thôi. Mình muốn làm dự án thì mình phải xin chủ trương rồi các thứ, và sẽ mình sẽ lên thổ cư hoặc là lên thương mại dịch vụ để mình xây dựng. Và cái tiềm năng phát triển của cái Hàm Thuận Nam này rất là tốt, bởi vì nó nằm, cái đoạn này nó nằm giữa của hai dự án. Thì nó nằm giữa hai dự án, là dự án Thăng Long Bay cách đây khoảng 2 cây số, và dự án Novagua thì khoảng cỡ 7 cây số quý vị nhá. Ở đây là cái bãi đá này đó, bãi đá rất là đẹp luôn đó, có thể ra đấy chụp hình check in các thứ tuyệt vời. Đây là bãi biển đó, bãi biển đẹp tuyệt vời luôn. Đất của mình ở trên cao quý vị nhá, xuống dưới bắt đầu nó triền xuống. Đấy, nên là cái vấn đề mà xây dựng mình không cần phải đổ quá nhiều đất đá để mình làm cái cốt đó. Thì đấy là nó sẽ làm giữa của hai cái dự án rất là lớn, Novagua và Thăng Long Bay. Với lại theo cái chủ trương của phát triển của tỉnh Bình Thuận thì Hàm Thuận Nam sẽ lên thị xã đó, thị xã, và nó đang thu hút nguồn vốn, thu hút dân cư để về đây sinh sống các thứ, để nó đạt một số những chỉ tiêu để có thể lên được thị xã. Đấy, thì sơ bộ quý vị biết một cái lô đất như vậy, 80 tỷ cho một lô đất mặt tiền biển và mặt tiền đường nhựa, ngay cái chỗ ngọn hải đăng cây gà. Đấy, sơ bộ như thế. Nếu quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.